Mua lọc nước cao cấp Makano, mua 1 được 3, ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn laiviet.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 9. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắt hai thanh niên 6 lần cướp giật vé số của người bán dạo. Giả cảnh sát 113 sắm còng, súng, bộ đàm để lừa tình. Ông Nguyễn Thành Tài khai về mối quan hệ với bà Thúy liên quan đến vụ án đất vàng. Thành phố Hồ Chí Minh có đường mang tên Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt. Gắn thiết bị phản lực vào cơ thể, phi công bay đua với máy bay. Ngay sau đây là những tin tức nóng mà chúng tôi vừa cập nhật đến 20 giờ ngày 16 tháng 9. Trưa nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn ứng phó với bão số 5. Để sẵn sàng ứng phó với cơn bão này, lực lượng quân đội đã huy động gần 300.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện, tàu, thuyền, cano, trực thăng. Đồng thời, các địa phương lên kịch bản sơ tán hơn 500.000 dân. Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, theo dự báo, chiều ngày 18 tháng 9, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền phía Bắc Thừa Thiên Huế với cường độ cấp 10-11, giật cấp 12-13. Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, gây thất thoát hơn 1.927 tỷ đồng. 5 bị cáo phải hầu tòa gồm Nguyễn Thành Tài, 68 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Thị Thanh Thúy, 41 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hòa Tháng Năm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hoài Nam, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 2; và Trương Văn Úc, nguyên Phó Phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần thẩm vấn được gọi trả lời đầu tiên, ông Tài tỏ ra khá bình tĩnh và trả lời rõ từng câu hỏi của hội đồng xét xử. Về nguyên nhân cho công ty Hoa Tháng Năm tham gia dự án nhà 8-12 Lê Duẩn, bị cáo Tài cho rằng dự án đã bắt đầu trong khi công ty quản lý kinh doanh nhà thành phố không đủ vốn thực hiện. Vì vậy, bị cáo đã cho công ty này tham gia và mối quan hệ giữa bị cáo với bị cáo Thúy là quan hệ bình thường như lãnh đạo thành phố đối với các doanh nghiệp. Cũng trong hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Minh Cường, 45 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh mức án 15 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2010, Cường thuê của ông Đàm Quang Hào, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh một chiếc xà lan có trọng tải 1.000 tấn để vận chuyển cát đá từ Hà Tiên ra huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với giá thuê là 75 triệu đồng một tháng. Sau khi trả tiền thuê cho ông Hào 3 lần, tổng cộng 225 triệu đồng, Cường đã bán chiếc xà lan trên với số tiền 1,1 tỷ đồng và người mua đã cắt ra để lấy sắt phế liệu. Theo giám định, chiếc xà lan trên có giá hơn 3 tỷ đồng. Sáng nay, lễ giỗ lần thứ 188 của Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt được tổ chức trang trọng tại di tích lịch sử văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, đường Đinh Tiên Hoàng cạnh Lăng cũng được đổi tên thành đường Lê Văn Duyệt. Đoạn đường mang tên Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt có chiều dài khoảng 1 km, bắt đầu từ cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu. Việc đổi tên đường này có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng của nhiều người dân thành phố. Ông Hoàng Song Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh cho biết, sau buổi lễ công bố, địa phương sẽ có hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân thay đổi, bổ sung hồ sơ địa chỉ nhà đất, giấy tờ, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và các giấy tờ cần thiết khác để đảm bảo các quyền lợi chính đáng của mình. Quyết định đổi lại tên đường Đinh Tiên Hoàng, phục hồi lại đường Lê Văn Duyệt như trước đây, đó là một cái niềm vui mừng của cả gia tộc Lê Văn của chúng tôi. Và thay mặt cho gia tộc Lê Văn, chúng tôi xin gửi lời tri ân đến lãnh đạo thành phố và nhân dân thành phố đã có một sự đồng thuận rất là cao trong việc phục hồi con đường tên Lê Văn Duyệt bên cạnh lăng của Đức Tả. Được biết, cả nước hiện nay có 10 tỉnh, thành phố có đường được mang tên Lê Văn Duyệt gồm Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Một thông tin cảnh báo các tài xế khi đi đường gặp thời tiết xấu. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe tải lấn làn rồi tông thẳng vào chiếc xe đầu kéo. Vụ tai nạn xảy ra ngay trên đèo Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hình ảnh ghi lại được cho thấy một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường đèo.
Khi đi tới khúc cua thì bất ngờ chạy lấn sang làn đường ngược chiều rồi tông thẳng vào đầu chiếc xe đầu kéo di chuyển theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến phần đầu của hai xe hư hỏng nặng, giao thông bị ùn tắc. Được biết thời điểm xảy ra sự cố, trời mưa, đường khá trơn trượt. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa thanh niên nghi gây ra vụ cháy chi nhánh ngân hàng Exim Bank đến thực nghiệm hiện trường. Nghi phạm gây ra vụ cháy là một thanh niên khoảng 28 tuổi, sống lang thang, không nơi cư trú ổn định. Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày 14 tháng 9, xảy ra vụ cháy hai căn nhà liền kề trên đường Nguyễn Oanh, phường 7, quận Gò Vấp. Nơi đây là địa chỉ phòng giao dịch Gò Vấp thuộc chi nhánh Tân Định, ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Exim Bank và một cửa hàng kinh doanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Qua ghi nhận lời khai, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra vụ cháy, công an xác định nguyên nhân vụ cháy có sự tác động của một người đàn ông nên đưa người này về làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu người đàn ông này thừa nhận chính mình đã đốt sợi dây điện dẫn đến chập điện gây ra vụ cháy. Sáng nay, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Phong, 31 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn và Trương Thành Tâm, 29 tuổi, ngụ thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi cướp vé số của người đi bán dạo. Tại cơ quan công an, Tâm và Phong khai nhận đã nhiều lần dùng xe máy chở nhau trên quốc lộ 54 tìm người bán vé số dạo để cướp giật, bán lại lấy tiền tiêu xài. Lần gần đây nhất, cả hai đến địa phận xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn thì thấy anh Việt đang chạy xe đạp đi bán vé số nên áp sát và giả vờ hỏi mua. Khi anh Việt vừa dừng xe đưa cọc vé số gồm 50 tờ cho Phong thì Tâm liền tăng ga tẩu thoát về hướng thị trấn Trà Ôn. Mở rộng điều tra, hai nghi phạm còn khai nhận cũng với thủ đoạn tương tự, Tâm và Phong đã thực hiện 5 vụ cướp giật vé số khác tại huyện Trà Ôn và thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Khoảng 23 giờ khuya hôm qua, các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhận tin báo của một cô gái đi xe Airblade bị nhóm đối tượng khoảng 6 người chạy xe máy áp sát, dùng hung khí uy hiếp cướp tài sản. Quá hoảng sợ, nạn nhân đã bỏ lại xe máy tìm cách thoát thân. Nhận tin báo, các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm thành phố Biên Hòa tổ chức truy đuổi nhóm đối tượng bỏ chạy qua các khu rừng tràm phường Tân Biên. Đến rạng sáng nay ngày 16 tháng 9, người dân phát hiện một chiếc xe máy được cho là tang vật liên quan vụ việc tại khu vực nghĩa địa phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa. Theo trình báo của bị hại, trong cốp xe máy Airblade bị cướp có tiền và đồ dùng cá nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ thông tin tố giác của người dân về việc có một đối tượng mang theo công cụ hỗ trợ của lực lượng chức năng tự xưng đang công tác tại đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau để lừa gạt tình cảm và tiền bạc. Bước đầu, nghi phạm được xác định là Trần Anh Tài, 27 tuổi, tạm trú tại phường 8, thành phố Cà Mau. Kiểm tra nơi ở của Tài, công an tạm giữ nhiều vật dụng liên quan như máy bộ đàm, còng số 8, gậy ba khúc, dao găm, dao tự chế, bật lửa có hình dạng súng quân dụng cùng một số tang vật khác. Hiện đối tượng và tang vật có liên quan đã được chuyển về công an thành phố Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý. Chiều nay, công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt phá thêm 2 băng nhóm, bắt giữ 5 nghi phạm đều có hộ khẩu tại thành phố Hải Phòng vào tỉnh Bình Phước thuê nhà ở để tổ chức hoạt động tín dụng đen. Cơ quan điều tra xác định các nhóm đối tượng này đã cho hàng chục người vay với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, lãi suất 261% đến 348% một năm. Trước đó, công an thành phố Đồng Xoài cũng đã triệt phá băng nhóm tín dụng đen do Nguyễn Văn Thiệu, 28 tuổi cầm đầu, bắt giữ Thiệu cùng với Nguyễn Minh Hiếu, 19 tuổi, cùng ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Đỗ Duy Bảy, 25 tuổi, ngụ huyện Phú Thiên, tỉnh Gia Lai. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an phát hiện danh sách cho hơn 500 lượt người vay tiền, tổng số tiền gốc cho vay là hơn 7 tỷ đồng, số tiền thu về là gần 10 tỷ đồng, tiền thu lợi bất chính trên 2 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, dường như việc đi lại trên mặt đất ngày càng trở nên bất tiện do lưu lượng xe cộ dày đặc, chưa kể con người luôn muốn đi xa hơn trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trong bối cảnh đó, các nhà sáng chế đã tạo ra những sản phẩm giúp con người có thể bay lượn như chim, thậm chí có thể đùa với máy bay. Cách đây không lâu, một công ty tiên phong trong việc tạo ra những thiết bị bay cá nhân có tên là Gravity Industry của Mỹ đã đăng tải video clip thử nghiệm bay với phiên bản mới nhất thu hút hàng triệu lượt xem. Trong clip, phi công thử nghiệm Kenobi đã có màn bay lượn trên sông ở tốc độ cao không khác gì siêu nhân trong các bộ phim.
Bộ sản phẩm bay này gồm 5 động cơ tuabin gắn vào cánh tay và lưng của người mặc, sử dụng nhiên liệu phản lực cao cấp, tạo ra hơn 1.000 mã lực giúp con người có thể bay bổng trên không, đứng yên tại chỗ hoặc di chuyển với tốc độ 24 m/s. Người dùng có thể điều khiển bộ đồ bay mà không cần bất cứ giấy phép hay bằng lái nào. Việc đào tạo bay cũng cực kỳ nhanh gọn. Vào tháng 11 năm ngoái, một phi công thử nghiệm bay trong bộ trang phục này đã phá kỷ lục thế giới với tốc độ bay tới 136,9 km/h, 38 m/s tại vùng biển Brighton của nước Anh. Còn đây là những hình ảnh khó tin về ba phi công mặc đồ có gắn hệ thống động cơ phản lực để bay đua cùng máy bay. Bạn có tin được không, họ đã bay so kè với máy bay, thậm chí có lúc bay cao hơn và đã vượt lên trước. Được biết, ba phi công thực hiện chuyến bay thần kỳ này đến từ đội bay Jetman Dubai. Loại động cơ phản lực gắn trực tiếp trên cơ thể họ được xem là một trong những giải pháp di chuyển trong tương lai của con người. Còn đây là những hình ảnh thật thú vị về chú chim mang tên Bionic Swift. Điều đặc biệt là chú chim có đôi cánh làm từ bọt biển. Nhưng quý vị hãy nhìn thật kỹ cách mà chú chim bay lượn nha. Presto, một công ty tự động hóa của Đức nổi tiếng về những sản phẩm bay lượn mới lạ, gần đây đã chế tạo được một binh đoàn chim robot mang tên Bionic Swift mà khi nhìn lướt qua, bạn sẽ thấy chúng gần như không thể phân biệt được với những người anh em sinh học của chúng. Được thiết kế nhại lại loài chim thật ngoài đời, chim robot của Festo có khối lượng siêu nhẹ và có hình dáng khí động học, mang lại cho nó những chuyển động linh hoạt với khả năng kiểm soát cao, từ những cú đổ nhào đến những cú lượn vòng điệu nghệ. Chim từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho giấc mơ bay lượn của loài người. Ngày nay, các hãng sản xuất drone cũng bắt đầu lấy cảm hứng từ loài động vật lông vũ này. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Vẫn như thường lệ, bản tin sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cao cấp Makano mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Makano mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Mua lọc nước cao cấp Makano mua 1 được 3 ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chi tiết xin liên hệ tập đoàn đại việt.com.vn hoặc đại lý chính hãng gần nhất.